Xin kính chào cả nhà. Bây giờ gia đình Châu cùng đi chợ. Châu với hai vợ chồng chị Ba với cô em Út, với lại con của cô em Út cùng đi chợ. Thì Châu cũng không biết đi chợ mua gì nữa. Hồi nãy chị chồng rủ Châu đi luôn, đi cho vui á. Rồi cái Hana nó cũng đòi đi nữa, thành ra là cùng đi chợ. Xin mời cả nhà hãy cùng Châu đi chợ nha. Chụp tha hôm nay ông đang xin đánh đi. Rồi bây giờ cả nhà cùng đi chợ nè. Wow, hay tôi đi ăn tên nè. Hân nghiêm tôi đi ăn một cơ mà một cơ bò gió cho xa chu kỳ không? Tôi đi ăn. Cho xa kỳ không? Tôn cái cọc tôn à nè cái cọc mộc xây không cái tiệm này người ta bán đồ hanbok, đồ truyền thống của người Hàn Quốc các anh nha. Ở này người ta cũng có bán đồ bộ nữa nè. Hàn Quốc thì ít bán đồ bộ lắm mà năm nay sao thấy có bán đồ bộ nữa nè. Chị chồng Châu lại chỗ này mua cái đồ ăn á, cả nhà mua ba cái đồ ăn mà đồ ăn phụ bên Hàn á, kêu là banh chan á, kim chi đồ nè, ba cái đồ kim chi, đồ ngâm nước tương, rồi mấy cái món đậu xào á. Cái đoạn này cái anh cha ông anh ghẻ Châu á, thấy Châu quay mà không có nói, không có nói giới thiệu món tên gì, mình tên gì, cái ông chỉ, ông nói, ông giới thiệu, ông nói món này là món mực mực mà người ta trộn á, cả nhà trộn cay á, rồi với cái lá kia là cái lá lá gì ngâm tương á, Châu không biết. Nói chung là món Hàn nó nhiều món lắm, nó rất là nhiều luôn, Châu chưa có gành hết. Mấy cái món này là món mực giống như là trộn với tương ớt rồi á cả nhà, nhiều lắm, Châu không có biết hết được. Rồi cái này là dưa leo với củ cải trắng, ớt, đồ ba cái tỏi đồ, người ta trộn chung, người ta ngâm nước tương nè. Mấy cái món này Châu chưa có ăn lần nào hết. Còn cái này là ớt cũng ngâm nước tương nè cả nhà, nhiều lắm luôn. Chỗ cái khu này Châu thấy mấy chục món ăn phụ á, mấy cái đậu nè, rồi cá cơm xào nè, đậu đen, đậu đỏ, nhiều lắm luôn. Người Hàn mà nhầm khi còn chưa biết hết nữa, tên hết nữa lấy đâu Châu biết. Nên là Châu biết một ít à, cái nào Châu biết thì Châu nói, còn cái nào Châu không biết thì Châu không có chia sẻ với cả nhà.
Chị Châu đang mua cái đó là giống như là cái ba cái củ gì bên đây người ta kêu bằng tơ tực gì đó cả nhà, cái người ta cạo ra cái người ta ngâm với lại cái tương ớt á, ăn ngon lắm, mặn mặn ngọt ngọt cay cay. Xin chào ông bà cô chú nè, anh nè nè, anh Ni nè. Món này là món ghẹ ngâm tương này cả nhà, cho thấy mấy cái kênh nổi tiếng khác họ hay ăn món này, họ review á. Ghẹ ngâm tương cũng là món ăn nổi tiếng của người Hàn, còn cái món này là đậu đen xào. Nhiều nhiều loại quá trời luôn á, món này là đậu phộng xào quá trời nhiều luôn, không biết đường nói luôn cả nhà, Châu ý biết được có một ít thôi à. Bây giờ con bé con của cô em mốt quá đòi đi vô đây mua đồ ăn, mua cái gì đó không biết mà dẫn đi vô đây nè. Chỗ này là cũng ở trong cái khu chợ nhưng mà cái khu mới mở á cả nhà, người ta bán những cái thức ăn nhanh á. Hãy
Bữa nay là không phải ngày chợ cả nhà, nên là mấy cái đường chính giữa này nè không có người ta ngồi bán. Còn nếu mà ngay ngày chợ thì mấy cái bà cô thím ở dưới quê á, hái rau vườn đồ đem lên ngồi ngay giữa đường này bán nhiều lắm. Hôm nay đi hả, đi thoải mái luôn, đi giữa đường, đi nghênh ngang luôn. Y cột chút phải yếu không mình đi ai có anh mày yếu nè chi chân là nhớ khu đề ô vô chân đi xa này yếu à yếu số đi xa Ủa, do kia siêu bắt sao nè? Đi còn chút pha mà trời yếu hơn em chút pha mà trời yếu ồ chút pha mà nên để vô vô chim bi sai rồi chi chi chân nên nhiều chi chân nên chi chân nên à vậy á uống xem nhau đó uống vào hết rồi đi ở thì cái đó한심도 있고 한심이 부드럽게 차고 그러더라고요. 자기 차이가 조금 나죠. 지금 등심은 키로에 10만 원이고 한심은 14만 키로에. 낭롱가? 키로에. 낭롱가? 몇 개 거니? 두번 정도. 바로 한심한 그런 등심한 3월 7일 9월 nói mà cô chú nghe ngon không mà cô chú ăn với xin mời ông bà cô chú không ăn với con với nàng nè lớn hơn, nhỏ quá mà cô chú không nghe thì nó mua tô à xin cái mời
ông bảo con chúc cùng ăn nhé con nhé nha nha. Giỏi quá. Trời ơi, bữa nay là vui quá à. 80살이야. 내가 14만 7호에 7호에 안심하고 똑같아 가격 갈비 등심 10만 원 안심하고 이거 셔프가 근데 안 먹어? 아 있어? 이게 갈비 네 이게 다 갈비살도 원래 조금 두개가 있어요 다른 부위 이게 못한 거 갈비, 갈비 나 한가? 네, 이렇게 하면 되고 있고 갈비 농사할 수 있어 꽃갈비 네. 그런 거는 정식 명칭이 아니고 꽃갈비 있는 거 찐이 식당 안 사는데 사람 몰라 뭐든지요? Thì Châu lại cái tiệm này Châu mua đồ, Châu mua sầu riêng cả nhà ơi. Hồi nãy đi vô thấy có sầu riêng á. À giờ Châu lại đây Châu coi coi nó ngon, nó chín không, mua cho chị chồng ăn thử. Cái này mấy người này ta đang mua. Cái này là đu đủ nè cả nhà. Đu đủ này không biết của nước nào, Châu cũng không biết luôn nè. Tôi đi ăn. Ồ tất kìa. Ồ tất kìa. Ồ 이게 이게 좀 쿠폰에 사갔는데 한 개. 가냐, 저게 해, 저 거기 그. 네네. 냉장판이 있는데 건들고 크게 해서 있는데. 물. 60 mấy ngàn một trái cả nhà. 건들어 보고 갖고 와야 돼. 와. 아, 6. 저 này 60 ngàn, 저 này 60. 65.000. Ờ, 지금 박스 10kg 안 되니까 언니 가게에 맞춰 팔아야 돼요. 지금 이거 제일 맛있어. 이거 벌써 바로 먹으면 돼. 그래. Châu cần cái trái này có được nhiêu nha cả nhà. Quá. Sam. Sam chấm ô. Ui à. Đi cọc hay chú xì 3,5 kg đó cả nhà, mà 65.000 cũng được. Đi cọc thay cúc, thay cúc mà chơi á. Thay cúc có mấy sạch. Nè. Ờ, chú xì này. Mấy cái lấy ở đây bán đồ Việt Nam này cả nhà. Bê thư nam ôm xịt manin này. Cho bê thư nam sao làm nhỉ?
Thì cả nhà ơi, Châu đã mua được một trái sầu riêng rồi. Thì cái video của Châu dài thì chắc là Châu kết video tại đây cả nhà. Châu hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Châu xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video ủng hộ Châu. Và nếu thấy thích hãy cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh. Nhớ bấm vào biểu tượng chuông rung để những khi Châu tải video lên thì nó sẽ thông báo cả nhà vào xem ủng hộ Châu nha. Bye.